Vâng, anh đi đi. Em quay ít. Tiếp theo em xin chia sẻ với các bác đây nhé, một cây xanh quê của anh Hà làm. Em trình độ sáng đấy. Đấy. Đây, quay xa cho các bác xem, rất là đẹp. Được ôm đá mà tán anh làm bay ra 6 thân các bác nhé. Video này làm riêng cây này, bộ bệ ôm đá và nhìn mê ly luôn, sướng. Đấy. Tay cành em quay từ dưới không này, đấy. Đấy, rất đẹp. Sễ ôm mấy hòn đá. Đấy, các bác nhìn sướng luôn. Tản vân rất đẹp. 6 thân. 6 tay nó bay ra. Một thân đây, thân rất là lùn lực. Ôm hòn đá. Quay trên cao này các bạn, anh mới là lại nhìn bộ rằm rất đẹp. Mặt sau của cây những chỗ nó hay ngược sáng, hôm nay nó có mặt trời nên là mình quay nhiều chỗ nó ngược sáng nên không đẹp. Trong này các bác này, thân trong. Thân trong rất đẹp. Thân chính của nó trong này. Trong này các bác. Đấy. Chìa cân nha. Đẹp. Rất là đẹp, dáng bay lùn nực, một cây xanh quê hiếm luôn, nên xanh quê quá nhưng không phải là xanh Nam Điền mà bộ rễ ôm hơn cả Nam Điền luôn, rất đẹp. Đấy. Lại mà được cái chậu cổ nữa thì quá tuyệt. Người già thì để phúc cho con, cây già thì để lộc. Hôm nay anh cũng mới làm lại những chỗ này. Đây, đây, đây. Mới cắt đục lại một số cái rễ không cần thiết. Đấy, các bạn nhìn thấy không?
là bám. Chỗ này đây anh mới cắt xong anh ép vào, ngày mai nó phun rễ ra nó ôm vào hòn đá này rất là đẹp. Bù khoảng trống chỗ này. Đây kia video này em xin dành riêng cho cái cây này, em cũng xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn xin chào hẹn gặp lại các bác nha. Nếu các bác ấy thích thì hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Xin hẹn gặp lại các bác.